3 bé trai tử vong, 1 bé bất tỉnh vì ăn vải vào thời điểm này. Ghi nhớ quy tắc 4 người, 2 thời điểm cần tránh. Theo người nhà các bệnh nhi, chiều ngày 8 tháng 6, cả 4 cháu đều ăn quả vải. Đến tối, các cháu có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ bị cảm thông thường. Đến chiều ngày 9 tháng 6, khi cháu Lý Văn Thắng, 12 tuổi, chết đột ngột và 3 cháu còn lại có dấu hiệu bệnh nặng, các gia đình mới đưa đi bệnh viện huyện. Sau đó, các cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bệnh nhi được xác định là viêm não. Tuy nhiên, nguyên nhân do đâu thì phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước câu hỏi có phải các cháu bị ngộ độc vì ăn vải có phun thuốc, bác sĩ Hoàng Văn Kiền, Phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho hay. Qua điều tra từ phía gia đình, vải các bệnh nhi ăn đều là do gia đình tự trồng, không phun thuốc. Khi chuyển đến viện, cháu Lý Thị Mái, 9 tuổi, đã ở trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu thở ngáp, mắt lờ đờ. Ngay lập tức, các bác sĩ phải cho hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân còn lại là cháu Lý Thị Hoa, 10 tuổi, cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốt, co giật. Hiện tại, hai bệnh nhân này vẫn đang điều trị tích cực, chưa có tiến triển gì, não phù nề, suy hô hấp và co giật. Chúng tôi có ý định chuyển các cháu lên tuyến trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nhiều khả năng gia đình sẽ xin về nhà, bác sĩ Kiền cho biết. Bệnh nhân còn lại là Lý Văn Trường, 7 tuổi, đã dần hồi phục và hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm. Mới đây, Bệnh viện Bảo An ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân là cậu bé 7 tuổi bị ngất xỉu sau khi ăn vải. Sau khi ăn 20 quả vải, cậu bé 7 tuổi đột nhiên sù bọt mép, ngất xỉu, mồ hôi chảy ướt đẫm. Vải là loại quả khá quen thuộc với các nước có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Quả vải mọng nước, thơm ngọt, được rất nhiều người yêu thích, thưởng thức trong hè. Mặc dù có hương vị ngon lành, nhưng loại quả này vẫn có tác động không nhỏ tới sức khỏe khi ăn quá nhiều. Sau khi trở về nhà vì đói bụng, cậu bé đã ăn liền 20 quả vải. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, cậu bé đột nhiên sùi bọt mép, mồ hôi chảy ra, ướt đẫm và ngất xỉu. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị hạ đường huyết cấp tính do ăn vải. May mắn khi gia đình đã đưa em tới bệnh viện kịp thời nên không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới phải nhập viện do ăn vải. Theo hãng tin ABC, đã từng có gần 20 năm. Tại Ấn Độ, có không ít trường hợp trẻ em đang khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng bị co giật đột ngột và bất tỉnh. Đáng sợ hơn nữa là 1/3 trẻ em này đã tử vong sau khi lên cơn co giật, trong khi các bác sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và cuối cùng, 20 năm sau, một nhóm nhà khoa học Mỹ và Ấn Độ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn đã giết chết hơn 100 trẻ em mỗi năm có liên quan đến trái vải. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Vải có hàm lượng đường rất cao, có khoảng 16 gram fructose trong 100 gram vải. Chính vì vậy nên không ít người thắc mắc, lẽ ra ăn vải phải gây tăng đường huyết, tại sao lại khiến hạ đường huyết? Bác sĩ Chen đến từ Bệnh viện Bảo An cho hay, fructose cần có thời gian chuyển đổi thành glucose nhờ các enzyme trong gan, sau đó mới được hấp thụ và sử dụng. Trẻ em không có đủ dự trữ glycogen, một loại enzyme trong gan. Vì thế, nếu ăn quá nhiều vải, fructose sẽ bị tích tụ với số lượng lớn và không có thời gian để chuyển đổi. Do đó, kích thích insulin phá vỡ fructose và tạo ra quá nhiều insulin. Chính điều này đã gây ra hạ đường huyết. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Trên thực tế, không phải chỉ có trẻ em ăn nhiều vải mới nguy hiểm, những đối tượng dưới đây cũng nên hạn chế ăn vải. Người bị bệnh tiểu đường. Do vải có chứa hàm lượng đường cao nên nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra đường trong máu cao. Nếu nồng độ đường trong máu cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa glucose. Vì thế, những người bị tiểu đường không nên ăn nhiều. Người đang bị bệnh tích nhiệt, nóng trong. Quả vải có tính nóng nên có thể khiến người bị bệnh nhiệt càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, những người đau họng, sưng nứa, chảy máu mũi, đang bị bệnh thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy cũng cần hạn chế ăn vải. Phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai có thể ăn vải,
nhưng chỉ nên ăn 100-200 g, vì nếu ăn nhiều sẽ khiến đường huyết tăng vọt, khó sinh, tăng nguy cơ xuất huyết, sau sinh và nhiễm trùng. Trẻ em, trẻ nhỏ nên hạn chế ăn vải do hệ tiêu hóa còn kém. Ăn nhiều vải có thể khiến các bé bị bệnh. Hai thời điểm không nên ăn vải. Ăn khi bụng rỗng. Vải tươi có chứa nhiều đường. Khi bụng rỗng, nếu ăn vải sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và gây đau dạ dày, đầy hơi. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều vải trong thời gian ngắn sẽ gây ra hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn. Phụ nữ khi trước và trong kỳ đèn đỏ. Trong một vài ngày trước khi diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường lo âu, trầm cảm, căng thẳng tinh thần do sự mất cân bằng hormone androgen và progesterone. Do đó, khi đang trong giai đoạn này, chị em cần hạn chế ăn nhiều vải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Được người ta mách, thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp, vừa đơn giản lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh, đơn giản hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đột cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn. Đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy, mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng, theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thế vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Vỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát. Dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau. Cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và khoáng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ.
mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhất là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nấu cà tím lấy nước uống, cô gái thu được kết quả kinh ngạc sau 2 ngày. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối và mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Sau đó, cô tìm kiếm các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc này là tất cả những gì cô cần để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong cà tím chứa nhiều chất sắt và dồi dào vitamin giúp ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, magie, kali và canxi cùng với vitamin A và C trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và cà tím là loại quả chứa nhiều chất xơ. Không những vậy, trong cà tím còn có một chất gọi là acid chlorogenic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp đẩy lùi các bệnh về đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn cà tím còn tốt cho người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 vì lượng xơ dồi dào chứa trong nó. Nước cà tím vừa dùng để uống, vừa dùng để thoa và bốt như một loại dầu giảm đau nhức khá hiệu quả. Cách thực hiện được cô gái chia sẻ như sau. Chuẩn bị: một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Thực hiện: 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. 2. Đun sôi 1 lít nước, tắt bếp. 3. Cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại. 4. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. 5. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước. Cách dùng: theo như lời chia sẻ thì chỉ sau 2 ngày uống và bôi nước cà tím, các cơn đau khớp sẽ dần biến mất. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì bạn nên duy trì uống nước cà tím trong khoảng 2 tuần. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh. Chanh vón là một loại quả tự nhiên có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da. Bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh.
phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vậy cho ra bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rượu vang đỏ ngâm hành tây giúp ổn định huyết áp chỉ sau 5 ngày. Bệnh cao huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi đây là căn bệnh ít có biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài những cách chữa theo y học hiện đại, còn có những bài thuốc cổ truyền dễ áp dụng như rượu vang đỏ ngâm hành tây dưới đây. Chị Ngọc Hà cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh cao huyết áp và đau nhức do tuổi già đem lại đã lâu. Áp dụng đủ các phương pháp đông y, tây y kết hợp mà chẳng ăn thua. Trước kia, mẹ chị rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố, lại thoải mái đi du lịch và ăn uống ngon miệng mỗi dịp gia đình tụ tập quây quần. Nhưng gần đây, chứng kiến cân nặng của mẹ bắt đầu khó kiểm soát do ít vận động và tập thể dục vì chứng đau nhức hành hạ, chị Ngọc Hà thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Thật may mắn, trong một lần đi công tác ở Hồng Kông, nhờ đối tác công ty bạn chia sẻ mẹo nhỏ, chị Ngọc Hà đã giúp mẹ đánh bay chứng huyết áp cao và bệnh đau nhức. Dần dần lấy lại nếp sinh hoạt như trước kia, chị Ngọc Hà đã chia sẻ bài thuốc đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm này với mọi người. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một vị thuốc rất hay mà mẹ mình đã uống và thấy rất hiệu quả. Lúc trước, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đau nhức, đo huyết áp hàng ngày và thường xuyên phải ra vào bệnh viện thăm khám. Nhưng giờ tình hình của bà đã được cải thiện rất nhiều. Hiện, mẹ mình chẳng cần uống thuốc nhưng luôn thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu. Khâu chuẩn bị nguyên liệu khá đơn giản. Chọn mua hành tây, màu tím càng tốt, và một chai rượu vang đỏ, hạt rượu nho cũng được. Hai thứ này đều dễ kiếm. Ngâm theo tỷ lệ 2 củ hành tây trộn với 500ml rượu vang đỏ. Do rượu vang thường được đóng chai theo quy cách 750ml trên một chai, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 củ hành tây cho mỗi chai. Mình ít bị cay mắt khi chế biến hành tây nên thường phụ giúp mẹ làm. Trước tiên rửa sạch, lột vỏ, cắt dọc củ hành 8 phần bằng nhau, rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào, đóng kín nắp bình rượu, để chỗ thoáng mát khoảng 1 tuần. Sau đó chắc riêng rượu và hành vào 2 bình đựng khác nhau, cắt rượu vào tủ lạnh. Lưu ý mọi người, khi ngâm rượu, hoàn toàn có thể cho cả lớp vỏ của hành vào. Hiệu quả giảm đau nhức và hạ huyết áp sẽ càng cao. Cách dùng của mẹ mình như sau. Mỗi lần uống chừng 50ml, mỗi ngày uống 1-2 lần. Người cao tuổi khuyến khích nên dùng khoảng 20ml để có tác dụng tốt nhất. Mọi người nên ăn cả lát hành đã ngâm. Những ai không uống được rượu thì cho thêm vào một lượng nước tương đương với một lần sử dụng. Đun sôi 5 phút rồi mới để lạnh và uống. Đối với người thích ngọt, có thể pha thêm vào nước rượu chút mật ong. Theo tài liệu mình và mẹ tham khảo được thì hành tây, đặc biệt là hành tím, có tác dụng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên, và rượu vang đỏ ngâm hành tây là bài thuốc đa năng rất hữu hiệu. Ở Nhật Bản, người ta dùng loại rượu ngâm này chữa bệnh cao huyết áp
giảm lượng đường trong máu, cải thiện tật viễn thị ở người cao tuổi, chữa chứng tiểu đêm, khó ngủ, mắt mờ và mệt mỏi, chữa bệnh nước tiểu đục, trướng bụng do bí đại tiện. Mình đã quảng cáo bài thuốc rẻ tiền này cho bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người dùng loại rượu trang cho biết, sau 3 đến 5 ngày thấy kết quả ngay, da căng hồng, ngủ ngon, chân tay linh hoạt hơn. Chúc mọi người cũng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc tuổi già đơn giản như mẹ mình. Không nên vứt bỏ hành tây quá nhiều khi chế biến. Hành tây tím ngoài công dụng ổn định huyết áp, còn giúp ngừa thiếu máu, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm sốt, làm loãng máu, đánh tan các cục máu đông và lọc máu ra khỏi các chất béo không lành mạnh. Khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng, chất flavonoid chống oxy hóa có nhiều ở những lớp vỏ ngoài của hành tây. Nếu lọt 2 lớp vỏ đầu tiên của hành tây, thì ta đã loại bỏ 75% chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, thật sai lầm khi lọt bỏ quá nhiều các lớp vỏ này. Các chuyên gia cũng khuyên rằng, mỗi người nên ăn ít nhất 3 củ hành tây tím trên một tuần, có thể ngăn ngừa ung thư. Để tốt cho sức khỏe, cần có hành trong chế độ ăn uống, ít nhất là 1 củ hành tây tím mỗi tuần. Uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nếu muốn giảm huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xác định là mắc bệnh huyết áp cao khi chỉ số huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nữ giới uống đều đặn 1 cốc rượu vang mỗi ngày sẽ giúp huyết áp giảm từ 2mmHg với phát mạnh. Nếu uống 2 cốc rượu vang đỏ không cồn mỗi ngày trong 1 tháng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Với những người trên 50 tuổi, ngay cả khi bị cao huyết áp, họ vẫn nằm trong diện được uống 1 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày. Bởi các chất phytochemica trong rượu vang làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Thêm vào đó, thành phần chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc của động mạch vành. Vì thế, uống rượu điều độ từ 1 đến 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng bị cao huyết áp là không vận động thường xuyên. Thực ra, vận động với cường độ vừa phải sẽ giúp điều hòa huyết áp, tăng cường nhịp tim và hô hấp. Yoga và thiền cũng là hai phương pháp có hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao huyết áp hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, giờ lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị 1 quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn,
cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông, tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt, thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chằng ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà
và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống một lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gài cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiềm tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.